Thưa quý vị, ở phần tiếp theo chúng tôi chào đón một cô gái tiếp tục kể chuyện cùng với chúng ta, đó là Sĩ Thanh. Sĩ Thanh sẽ dẫn mọi người đi gặp hai cô gái này là tu nghiệp sinh, làm việc tại Nhật, làm trong nông trại trồng hành. Cô gái đầu tiên có tên là Phạm Thị Phương, năm nay 23 tuổi, quê ở Bắc Giang. Và cô gái thứ hai là Nguyễn Thị Thắm, 19 tuổi, quê Hà Tĩnh. Nơi mà Sĩ Thanh đến lần này là thành phố Bungo Ono, nằm ở phía nam tỉnh Oita, thuộc vùng Kyushu. Dân số ở đây là 36.000 người, là một vùng quê với núi rừng và đồng ruộng. Hợp tác xã Furosuba, nơi trồng và sản xuất các loại hành lá. Nghe nói là bạn Phương và bạn Thắm hiện đang làm việc tại đây. Wow! Trời ơi! Thì đây là, ở đây người ta trồng hành là như vậy hả? Hành Nhật cộng rất là to. Tại đây, hành lá được trồng theo phương pháp thủy canh. Hành lá được trồng bằng cách cho cây vào các lỗ được khoan trên một tấm xốp, còn bên dưới sử dụng loại nước có chứa các loại phân bón. Hello. Em là Thắm, còn Phương. Chào Phương. Hello Phương. Hey, chào chị ạ. Hai bạn đã đến Nhật từ tháng 2 năm 2016 với tư cách là thực tập sinh. Bạn Phạm Thị Phương là một cô gái hơi bẽn lẽn trục tre. Còn bạn Trần Thị Thắm là một em gái, người nhỏ tuổi nhất trong nhà máy nhưng cũng rất lanh lợi. Hello boss. Hi. Nice to meet you. Ông Nakamura Susumu là giám đốc công ty, người đã tuyển dụng và trông nom cho hai bạn Phương và Thắm. Mỗi ngày ông đều dậy sớm cùng làm việc với nhân viên của mình. Một ngày làm việc của hai bạn bắt đầu từ 5 giờ sáng. 5 giờ 15 phút sáng, giám đốc Nakamura lái xe đến một ngôi nhà nằm trong núi, là nơi ở và sinh hoạt của các bạn thực tập sinh người nước ngoài, và chở nhân viên đến nhà máy ở cách đó khoảng 10 phút. Tốt chưa? Nhà là nhà, nhân viên ở là nhà của anh luôn. Công việc đầu tiên trong ngày chính là thu hoạch hành. Hành lá được trồng dài đến khoảng 50cm thì người ta sẽ thu hoạch bằng cách kéo từng bó ra. Công việc cần sự tập trung và làm việc liên tục trong suốt 1.5 tiếng này, đòi hỏi người làm phải có thể lực tốt. Thu hoạch sớm để đem ra chợ bán hay sao? Đi làm sớm để đỡ nắng cho ra. Em có thể hỏi ảnh giùm chị là cái công thức mà mình trồng hành bằng nước ở đây á thì nó khác với lại trồng thông thường như mình cắm xuống đất như thế nào không? 土で作る 小ネギの場合であると だいたい年間 3回転から4回転 4回転するとすごいかなっていう感じなんですけども うちの形としては だいたい10回転から11回転 します。 なので 休まずに ずっと植え付けて 収穫をするってことなので まあ1年間 トータル的に仕事がずっとある感じになってます。 あ、もう一個問題は ấn tượng của anh về hai cô gái này như thế nào, và qua 6 tháng làm việc thì anh có nhận xét gì về hai cô gái này? 彼女たちが来た時にはまだまだ初々しいというか可愛らしいというかで結構なこう力仕事もありますので この2人大丈夫かな、力とか体力的に持つのかなという心配はあったんですけども まあ6ヶ月経ってだいぶ環境にもやっぱ仕事にも慣れて 今はもう十分な仕事をしていただいてますね。 Tại đây thì những cây hành lá đã thu hoạch sẽ được cho qua một cái máy, loại bỏ đất bám ở phần gốc và cắt bỏ phần rễ. Sau đó, Thắm và các bạn khác sẽ lựa ra những cây có chiều dài tương tự nhau để gửi qua công đoạn tiếp theo. Những cây hành lá có chiều dài giống nhau được vận chuyển đi bằng băng chuyền, còn những cái rễ còn sót lại hoặc những phần bị hư thối thì phải dùng tay để ngắt bỏ. Sau đó, phải đo trọng lượng một cách cẩn thận rồi bó lại thành sản phẩm. Những cây hành đã bó lại sẽ được đưa qua máy để đóng gói. Sản phẩm sẽ được đóng gói vào hộp cho từng đơn hàng và được vận chuyển đến các nhà máy, siêu thị trên toàn quốc. Cơ giới hóa.
hai cô bé là tuổi đời còn rất là nhỏ nhưng mà cảm thấy rất là siêng năng. Từ mới xây qua nói với Đăng Trinh đó, hai cô này nhỏ, hay thường thường nhỏ là không có ngồi yên được, phải tung tăng, phải bay nhảy phải không? Mà đây mình già rồi mình làm còn không được, kiểu bắt mình làm có công việc mà mỗi ngày cứ giống như công đoạn á, nó cứ đều đặn như cái máy vậy, trời ơi buồn. Chúng ta sẽ nói về cái cách sinh hoạt hàng ngày của cô gái như thế nào, mọi người muốn biết thì sẽ xem tiếp tiếp. Nhà tụi em giống như ở trong phim á. Đây là nhà của bạn Thấm với lại Phương ở cùng với lại hai người nữa. Phòng này thì là phòng của ai? Phòng này cũng là phòng ngồi chơi ạ. Phòng này cũng ngồi chơi. Vâng. Lê từ bên đây. Có cái người nào sống xuống hả? Rộng rãi mà. Cho nhìn đó. Mát dạ. Mát đúng không? Ừ. Cho chị ngồi ngồi ở đây, chị cực kỳ là thích ở nhìn thấy đây rất là thích luôn á. Không sáng sớm mà mở cửa ra tự nhiên thấy tâm hồn của mình thoải mái đúng không ạ? Đây là phòng ngủ tụi em ạ. Ôi vì nhà rất là rộng, chị thấy rất là rộng. Dạ. Hai người ngủ ở đây thôi. Dạ. Chị thấy rộng đấy bộ. Tụi em lăn bốn bề luôn không đụng nhau được luôn á. Rộng ạ. Rộng hả? Dạ. Thấy em ở đây 6 tháng rồi. Dạ. Thì em thấy em có quen ở đây không? Có nhớ cái không khí mà mình ngủ với nhà của mình không? Đúng, thỉnh thoảng cũng nhớ chứ chị. Thỉnh thoảng nhớ thôi hả? Thỉnh thoảng nhớ thôi. Thường xuyên nhớ hả? À, không. Là quen rồi. Thì em thích bên nào không? Thích ở bên nào? Ở thì không gian thì ở bên này thích hơn. Không gian bên này thích yên tĩnh đó. Ở mùa đấy có một khác nhau nên ở đâu không thể cũng thích ạ. Đây là nơi mà mọi người thường tụ tập ở đây để nấu nướng rồi sinh hoạt, ăn uống ở đây. Ai nấu phần người đó? Người Việt nấu người Việt người. Thì rất là ấm cúng, rất là nhỏ gọn mà cũng đầy đủ, rất là tiện nghi, có cả lò vi sóng, có máy nấu cơm. Cuối cùng thì với tài nghệ nấu ăn của bốn bạn, bữa tối đã được hoàn thành. 1, 2, 3, go! Cầm bài, vô! Cầm bài, cầm bài. Thường thì mình làm ở công việc đó thì hàng tháng á, được lương khoảng bao nhiêu thì mình chi tiền cho cái việc ăn uống rồi sinh hoạt hàng ngày của mình bao nhiêu? Tầm khoảng 30 triệu ấy. Wow, 30 triệu hơn lương của chị làm ở Việt Nam luôn á. Mỗi tháng tụi em ăn uống chi tiêu tầm khoảng 5 triệu. Dạ. Còn như khoảng 25 triệu. Dạ. Thì cái số tiền đó thì em chi xài như thế nào? Số tiền đấy thì em sẽ gửi về cho gia đình. Gửi hết không hay là gửi một phần thôi? Dạ gửi hết đấy, tại vì ở đây thì tụi em không chi tiêu chi ngoài ăn uống hết. Chị ăn uống. Nhiệm vụ của chị hôm nay gửi đến gặp tụi em thì chị sẽ mang những cái phần quà mà từ Việt Nam đem tới đây cho tụi em. Thì bây giờ sẽ là món quà đầu tiên. Ok, here we go. Như cháu Phương thì trước khi ở nhà đi thì cháu cũng nói chuyện là bảo thôi bố cho con đi sang nước ngoài làm ăn thời gian để xem là nước ngoài nó như thế nào. Thế thì bố bảo thế nếu mà con thích đi thì bố cho đi, nhưng còn bố cũng chả dám là bảo là động viên thế này khác. Em gọi về thì là bảo là làm việc bên đấy là làm trồng hành trong nhà kính. Khi nào đâu? Không được xem là cái khung cảnh đấy như thế nào. Chị ấy.
Thực sự là lắm lúc bảo thế này bao giờ mà lớn đi lấy chồng. Bởi vì bé như bằng cái thứ bé bé ấy, bố lúc nào chả đèo xe đi chơi khắp làng. Thế xong rồi ngoài đi ngoài lại thì đến lúc đi, con đi bảo lúc ngày xưa ta đèo mày đi chơi. Bé bé bây giờ lớn này lại đi Nhật ở ngoài, trêu lại đi Nhật ở ngoài. Lúc cứ nhắc đến con thì bố em lại còn rơi thắc mắc. Nhưng mà thôi nha, ông bác lại rất mặt thật. Chị đã gửi cái video này. Nói không được. Còn đây là bây giờ là một bất ngờ dành cho Thấp. Chuẩn bị nha. Không có mất ước nha. Ok. 1, 2, 3. Bạn có bạn Khoa. Dạ Khoa. Ngoài Giờ Lao thì có bạn học thêm tiếng. Dạ. À, ai mẹ à? Là chú ạ. Chú. Ra đi. Chú ơi, chào cho chú. Chú Khoa không? Dạ cháu Khoa. Dạ công việc ổn định, cháu Lâm Khoa. Ngoài nhà con đã gặp thêm được không? Dạ thỉnh thoảng cũng có. Thêm thì tôi gọi cho ba em với em. Mẹ về chủ về tất cả mọi người nha, nhớ giữ gìn sức khỏe. Dạ. Dạ. Con xin chào tạm biệt cả gia đình ạ. À. Con Thắm và Phương tạm biệt mọi người ạ. À. Bye bye mọi người xin sức khỏe ạ. À. Bye. Em cảm thấy rất vui ạ. À. Em cảm ơn tất cả mọi người ở trong chương trình tạo bất ngờ cho em. Thì ngày mai á, ngày hôm nay mình ăn uống no say đi. Rồi ngày mai mình sẽ cùng nhau có một ngày đi chơi và đi mua quà cho gia đình. Hai em sẽ được mua quà cho gia đình, rồi chị sẽ là người đem những món quà đó về cho gia đình của em. Ok? Ok. Dạ, em cảm ơn chị. Thôi bây giờ mình làm tiếp nào. Có một điều mà Nguyễn Khang rất ngưỡng mộ hai bạn này đó là còn rất là trẻ tuổi nhưng mà hai bạn đã kiếm được số tiền mà nếu mà gọi là ở Việt Nam á là một số tiền rất lớn. Chính vì vậy người ta mới chọn cuộc sống phải xa nhà, tự đúng lập nơi đất khách quê người đó. Cái gì cũng có cái giá của nó và em rất là nể phục Phương, mặc dù là bố của Phương không hề cần số tiền con gái đem về nhưng mà Phương vẫn hàng tháng trích ra số tiền hai mấy triệu để người đàn ông lúc nãy là bố đó là cũng có những cái hình ảnh là nuốt lệ vào trong đó. Đúng nhưng rồi. Mà nhắc tới con gái của mình đó.